Rồi bên đây thì bà con mấy con Mitsubishi 14 ngựa nè, 14 với 11 ngựa nè, Mitsubishi công suất. Đây Mitsubishi công suất lớn đây, con này 14 ngựa đây. Bánh trứng dày mà con đích xài nè, đẹp nè. Mitsubishi 14 ngựa. Là dành cho đẩy ghe để chẹt là ok lắm mà con này còn mới nè. Khá đẹp nè. Vô cũng còn trắng rồi con. Khá đẹp, cửa lên đẹp lắm. Mitsubishi 14 sơn cũng còn khá đẹp phải không? Chỉ có rửa chùi rửa lên. Đây Mitsubishi 11 khá đẹp luôn. Mitsubishi 11 số 11 và 11 ngựa các bà con. Đây nó số 14 là 14 mã lực đây. Con này còn đẹp nè. Chớ lóc ác là xinh dần nè. Rất đẹp bà con ơi. Má đụng cũng khá đẹp. Một ngựa dành cho chạy dàn sới đồ ngon lắm bà con, sới lớn rồi ngon lắm nè, có dàn sới IC KS rồi nè, sản cũng ngon lắm, IC 90 S rồi sản ngon, dàn sới cao 100 sản này cũng ngon rồi con, nặng mới là 11 ngựa luôn, lực cũng mạnh, thôi để chẹt đủ ghe là ok vô địch luôn. Đây bánh chén còn xanh là con này ít xài là cho để mưa nắng lâu thôi, chứ là ít xài. Chất còn xanh nhưng ít xài, ít con nào cũng chất đẹp. Con này đẹp, chất còn xanh nào không? Buông còn trắng cho nó ít xài nè. Số con nào buông còn trắng ít xài rồi con ơi. Đây còn trắng nè, ít xài. Số xe. Số 11. F5, F6, 7 còn đẹp không mà con? Khá đẹp không mà. Còn thịt cò luôn, xanh mứt luôn mà con. Đẹp mà. Ít xài nè. Để mưa nắng thôi chứ con ít xài. Khá đẹp luôn rồi con.